Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói tới câu chuyện là bố mẹ giúp đỡ con như thế nào. Lần này thì không phải là việc mà khi con cãi lời, mà những khi mà con gặp vấn đề về tâm lý, có thể là áp lực và thậm chí là dẫn tới trầm cảm. Thực tế là lứa tuổi thanh thiếu niên chính là lứa tuổi đang phát triển tâm sinh lý, rất là nhạy cảm với những thay đổi xung quanh. Ở lứa tuổi này thì các em dễ bị tác động bởi áp lực, suy nghĩ, lối sống tiêu cực, dẫn tới tâm lý có thể là bi quan, chán nản và thậm chí là ý nghĩ tự sát. Đó chính là dấu hiệu của chứng trầm cảm ở tuổi thanh thiếu niên. Nhiều người trẻ hiện nay bị mất ngủ triền miên cũng là một trong những nguyên nhân của bệnh trầm cảm. Giữa cuộc sống hiện đại với rất là nhiều những áp lực khác nhau, người trẻ càng dễ bị trầm cảm hơn. Theo ước tính của Tổ chức Y tế Thế giới, tới năm 2020, trầm cảm là căn bệnh thứ hai gây hại tới sức khỏe của con người chỉ sau bệnh tim mạch. Và trong đó, trầm cảm ở Việt Nam hiện nay đang có chiều hướng gia tăng, đặc biệt là trong giới trẻ. Vậy những biểu hiện nào cảnh báo bệnh trầm cảm ở thanh thiếu niên? Xin mời quý vị sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Tuổi đời còn trẻ, nhưng chị Đỗ Thanh Tú đã có một thời gian dài điều trị bệnh trầm cảm do mất ngủ tại Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương. Người bị mất ngủ triền miên có nguy cơ bị trầm cảm cao hơn so với người bình thường. Ngoài ra, theo các nghiên cứu gần đây, khi người mắc trầm cảm bị mất ngủ thì nguy cơ bệnh tái diễn sẽ cao hơn so với những người không bị mất ngủ. Mất ngủ chính là nguyên nhân khởi phát cũng là yếu tố gây kéo dài trầm cảm. Mất ngủ thì em nó có nóng trong người, rồi là nó căng thẳng đầu óc nó ni bì, rồi là nó suy nghĩ không được minh mẫn, rồi đôi khi lúc nào cũng người thừ một chỗ, mất hết năng lượng để làm việc. Trong lúc nào trong tâm trạng cũng bị căng thẳng, lo âu, rồi là nếu mà khi ngủ được ni bì rồi thì tinh thần lại không được mỏi lắm, chỉ muốn nằm ngủ thôi. Có hai cái thái cực thế, một là mất ngủ với là ngủ ni bì. Hiện nay, nhiều người mới 25 đến 30 tuổi đã bị rối loạn giấc ngủ, bị mất ngủ. Khi bác sĩ hỏi chuyện những người đến khám này thì mới thấy những người trẻ hiện tiếp xúc với TV, máy vi tính, điện thoại nhiều, nhất là vào buổi tối trước lúc đi ngủ và thường không ngủ đúng giờ. Ngoài ra, trầm cảm do mất ngủ là một căn bệnh liên quan đến hệ thần kinh. Nó gây ảnh hưởng đến chức năng của não bộ, bao gồm chu kỳ của giấc ngủ. Khi đồng hồ sinh học bị xáo trộn, nhịp thức ngủ thất thường khiến chúng ta khó đi vào giấc ngủ hơn. Ngày thì nó uể oải đấy, nên là mới phải đến để điều trị uống thuốc. Buổi sáng dậy thì thường là nó sẽ mệt mỏi, mà sẽ hay bị quên, mình làm việc sẽ không được tập trung. Bên cạnh sự hỗ trợ của bác sĩ chuyên gia thì việc hỗ trợ từ phía gia đình cũng rất là quan trọng. Vì vậy, người thân trong gia đình cũng dần phải thường xuyên quan tâm, thăm hỏi, động viên, chia sẻ với người bệnh, vừa giúp người bệnh giảm bớt được gánh nặng, stress giữ mãi trong lòng, mà còn có thể đưa ra những lời khuyên tích cực về những vấn đề mà họ đang gặp phải. Thưa quý vị và các bạn, vừa theo dõi những hình ảnh vừa rồi thì quý vị có thể thấy rằng là chứng mất ngủ có liên quan mật thiết tới bệnh trầm cảm, và mất ngủ cũng có thể là nguyên nhân khởi đầu cho bệnh lý trầm cảm. Vậy thì cách nhận biết ra sao cũng như là hướng điều trị bệnh trầm cảm có mất ngủ như thế nào? Trong chương trình ngày hôm nay thì mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với tiến sĩ Trần Thị Hồng Thu, là Phó Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương. Bác sĩ sẽ giải đáp cho chúng ta những thắc mắc này. Cảm ơn tiến sĩ Trần Thị Hồng Thu đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa tiến sĩ, có thể nói rằng là chứng mất ngủ là có một quan hệ rất là mật thiết đối với bệnh trầm cảm. Bác sĩ có thể chỉ rõ hơn nữa về mối liên quan này như thế nào ạ? Thì có tới 75% bệnh nhân trầm cảm có hiện tượng mất ngủ. Cho nên mà khi bác sĩ khai thác cái triệu chứng của trầm cảm thì không bao giờ có thể bỏ sót được cái thông tin về giấc ngủ. Có những người ngủ quá nhiều. Rối loạn về giấc ngủ có bao gồm cả ngủ nhiều, quá mức và thiếu ngủ. Thiếu ngủ với mất ngủ thì nó lại cũng khác nhau. Tức là bệnh nhân mà thiếu ngủ thì là do cố tình hoặc là do điều kiện khách quan, người ta không ngủ đủ thời gian cần thiết. Thế nhưng với những người bệnh mà có mắc chứng trầm cảm chẳng hạn thì cái triệu chứng mất ngủ là rất là phổ biến, và người ta cũng coi đấy như là một cái thông tin rất quan trọng để người ta lựa chọn thuốc điều trị. Vừa là chẩn đoán, thông tin rất là quan trọng để chẩn đoán và lựa chọn thuốc nữa. Qua việc thăm khám với rất là nhiều bệnh nhân khi đến với Bệnh viện Tâm thần Ban Ngày Mai Hương thì bác sĩ có thể nói rõ hơn là những cái dấu hiệu nào thường gặp ở các bệnh nhân khi mà mắc trầm cảm có mất ngủ ạ? Người bệnh thường phàn nàn là khó đi vào giấc ngủ, ngủ không sâu giấc, ngủ chập chờn, có ác mộng hay giật mình, hoặc là giữa giấc thì tỉnh dậy xong rồi khó ngủ lại, hoặc là thường là giấc ngủ ngắn và dậy sớm. Sáng ngủ dậy thì mệt mỏi và cảm giác như là mình vẫn chưa được ngủ. Làm việc thì thiếu tập trung. Thì nó bao gồm là hay lo lắng, căng thẳng, dễ cáu. Bệnh nhân rất là mệt mỏi, thiếu tập trung và giảm trí nhớ. Rất là hay quên, lơ đễnh này. Rồi cái thói quen ăn uống nó cũng thay đổi, có thể là ăn nhiều quá hoặc là ăn ít và là làm thay đổi cân nặng. Có thể là tăng cân bất thường hoặc là sụt cân nhanh. Những cái sở thích mà trước đây mình từng là rất là hào hứng thì bây giờ mất đi cái niềm vui sống và cảm thấy là không thiết sống nữa. Rất là bi quan, tuyệt vọng, chán sống và thậm chí là hay có ý nghĩ tiêu cực và chấm dứt mọi thứ. Rất là nguy hiểm. Có thể thấy là mất ngủ thì nó có thể là một cái biểu hiện thông thường của cái việc là chúng ta đã bị rối loạn trong lịch sinh hoạt, có rất là nhiều những tác động về mặt tâm lý khác nhau. Tuy nhiên thì đây cũng có thể là biểu hiện của bệnh lý. Vậy thì nếu đã là bệnh lý thì khi đến với Bệnh viện Tâm thần Mai Hương thì cái việc chữa trị và điều trị cho các bệnh nhân mà mắc chứng mất ngủ, bị bệnh trầm cảm thì sẽ như thế nào ạ? Khi mà đã được bác sĩ xác định có trầm cảm thì chúng ta nên theo cái chỉ định của bác sĩ. Có thể là bác sĩ chưa khuyên dùng thuốc đâu, người ta sẽ hướng dẫn cho mình một cái phương pháp trị liệu về tâm lý đơn thuần, hoặc có thể người ta sẽ kê đơn thuốc cho mình. Còn ngoài ra cũng có thể áp dụng cái phương pháp thư giãn luyện tập để giải tỏa cái lo âu, giải tỏa căng thẳng, và cái kỹ năng để ứng phó với stress, tức là kỹ năng giải quyết các vấn đề trong cuộc sống, kỹ năng đối mặt với các cái khó khăn của cuộc sống hàng ngày, đối mặt được, giải quyết nó một cách ổn thỏa nhưng mà vẫn phải giữ được cân bằng cho mình, như thế mới là người có sức khỏe tâm thần tốt. Đơn thuốc của bác sĩ thì chúng ta nên coi trọng và tuân thủ. Cái đấy thì nên theo cái hướng dẫn chuyên môn, vì những cái thuốc mà điều trị mất ngủ thì nó liên quan đến một số loại có thể gây nghiện, thì chúng ta nên tham khảo ý kiến bác sĩ chứ không nên tự ý sử dụng thuốc. Có rất là nhiều người còn ái ngại khi mà mình có những cái dấu hiệu cho thấy bệnh trầm cảm nhưng mà rất ngại đến các cơ sở y tế để thăm khám. Tuy nhiên nếu đã trải qua một cái quá trình điều trị trong bệnh viện thì một câu hỏi được đặt ra là khi mà trở về với cuộc sống thường ngày thì họ cần phải duy trì lối sống, lịch sinh hoạt, hoặc là có những cái điều gì quan tâm đặc biệt để có một cuộc sống bình thường ạ? Bởi vì trầm cảm và giấc ngủ nó có liên quan rất chặt với nhau, và mất ngủ nó cũng là một cái triệu chứng sớm của trầm cảm. Nếu mình phát hiện bệnh sớm thì bao giờ nó cũng rất là có ích, có ý nghĩa trong cái việc là điều trị, hiệu quả điều trị. Thứ hai nữa, khi đã phát hiện ra rồi thì mình vừa là điều trị để cải thiện sức khỏe, mình vừa là phải duy trì cái sức khỏe tinh thần của mình nữa, thì để cho cái việc mà tránh tái phát trầm cảm cũng như là không bị mất ngủ trở lại nữa ấy, thì là mình phải theo một cái chế độ thuốc cũng khá là lâu, vì điều trị trầm cảm không thể là một vài ngày hay là một vài tuần mà xong được. Điều trị trầm cảm là cả một cái quá trình, và điều trị phòng ngừa rất quan trọng để phòng ngừa những cái giai đoạn, những cái đợt trầm cảm nó có thể tái phát. Thì một trong những cái biện pháp để điều trị trầm cảm mang lại hiệu quả là chăm sóc giấc ngủ, dành thời gian và chăm sóc cái chất lượng giấc ngủ, đảm bảo làm sao để mình ngủ đủ giấc, và ban ngày thì mình cũng phải điều chỉnh lối sống, rồi cái chế độ ăn, chế độ làm việc và thư giãn hợp lý. Xin cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị khán giả, những thông tin trong phóng sự vừa rồi thì quý vị khán giả cũng đã thấy rõ hơn về những cái hướng đi cũng như là những cái cách để có thể là giúp cho quý vị khán giả có thêm nhiều thông tin hơn về việc là sẽ giải quyết việc giúp cho con có thể là vượt qua những trầm cảm như thế nào và đối diện với những khoảng thời gian trong khó khăn trong cuộc sống cùng với con ra sao. Và chắc chắn rồi sẽ có rất là nhiều cách để có thể thấy được con sẽ có những biểu hiện hay có những cái triệu chứng về mặt tâm lý như thế nào, thì theo những chia sẻ của bác sĩ thì quý vị khán giả cũng có thể thấy được rằng là trầm cảm thì là một rối loạn tâm lý gây nên tâm trạng buồn rầu, chán nản và mệt mỏi, uể oải hay là mất hứng thú với những công việc, thậm chí trước đây có thể là chúng ta có hứng thú rất là nhiều. Và tình trạng này thì được lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì dễ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho người mắc, ví dụ như là suy giảm trí nhớ một cách tồi tệ này, rồi sa sút trí tuệ và các rối loạn tâm thần khác, khiến cho người bệnh sẽ tìm đến việc là tự cách ly mình đối với xã hội, thậm chí nghiêm trọng hơn sẽ là dẫn đến việc là tự tử. Và nếu như thấy được các em độ tuổi thanh thiếu niên có những biểu hiện như vậy, có những biểu hiện tách rời khỏi bạn bè xã hội, chỉ thích ở một mình, thì chúng ta cần đặc biệt chú ý vì đây chính là những biểu hiện của căn bệnh trầm cảm. Dạ vâng. Và nếu như mà chúng ta thấy rằng con có những cái khó khăn về tinh thần thì hãy khuyến khích con nói ra những cái gì mà con đang cảm nhận. Và nếu như thật sự là trầm cảm thì nên tìm kiếm những sự giúp đỡ từ các nhà chuyên môn cùng với sự chia sẻ từ gia đình, người thân và bạn bè cũng như là thầy cô giáo của con. Nếu nghi ngờ trẻ bị trầm cảm thì hãy quan tâm hơn, yêu thương hơn chứ không phải là dò xét con. Nếu như không chắc chắn là con có bị trầm cảm hay không thì quý vị cũng có thể cho con thấy được những là cái hành vi cũng như là rối loạn cảm xúc của trẻ như thế nào. Và chúng ta cũng có thể trò chuyện với con để hiểu rõ hơn những gì mà trẻ đang phải trải qua. Và chúng ta phải thực sự lắng nghe và thực sự thấu hiểu để sẵn sàng giúp đỡ trẻ bất cứ điều gì. Và những trẻ bị trầm cảm thì sẽ có xu hướng là tách rời những cái hoạt động thể thao cũng như là sở thích hay là bạn bè. Nên là chúng ta thấy rằng sức khỏe tinh thần và sức khỏe thể chất thì sẽ có sự kết nối chặt chẽ với nhau. Và trầm cảm thì sẽ trầm trọng hơn nếu như trẻ không hoạt động và ngủ ít, dinh dưỡng kém. Một vấn đề về lối sống trong xã hội hiện nay là chính là những trẻ vị thành niên thường có những thói quen không lành mạnh như là dậy trễ, ăn nhiều các món nhiều calo và ngồi hàng đêm bên chiếc điện thoại và máy tính. Khi ấy thì tất cả các bậc phụ huynh có thể hỗ trợ con bằng cách là chúng ta tạo lập những thói quen sống tích cực bằng việc luyện tập thể thao nhiều, và chúng ta hãy sinh hoạt gia đình nhiều hơn vào những ngày cuối tuần và những ngày nghỉ. Đó là một trong những gợi ý vô cùng đơn giản để chúng ta cũng có thể kết nối gia đình và với những đứa trẻ. Và rõ ràng là trong giai đoạn này thì rất là cần cái sự quan sát cũng như là theo dõi của các bậc phụ huynh, bởi vì chúng ta là những người mà gần nhất với con, từng cái biểu hiện và thay đổi của con. Nếu như mà chúng ta thấy rằng là trong một khoảng thời gian chúng ta cảm thấy khác lạ thì bắt đầu chúng ta nên đặt những cái dấu chấm hỏi. Lúc đầu thì chúng ta nên chủ động trò chuyện và hỏi han con một cách nhẹ nhàng. Và nếu như chúng ta thấy rằng là có những cái diễn tiến nặng hơn mà chính bản thân chúng ta không đủ kiến thức và kỹ năng để có thể chăm sóc cho con thì chúng ta nên cần tới cái sự tư vấn từ các chuyên gia hoặc những bác sĩ tâm lý để làm sao mà có thể hỗ trợ con qua giai đoạn này. Và thực tế là theo các chuyên gia tại Việt Nam, bệnh trầm cảm thì đang có chiều hướng gia tăng. Số lượng bệnh nhân đến thăm khám các bệnh lý liên quan tới trầm cảm tăng từ 20 cho tới 30% mỗi năm. Nếu như trước kia người mắc trầm cảm đa phần trong độ tuổi từ 60 tới 65 thì nay trầm cảm lại có xu hướng trẻ hóa trong độ tuổi là 15 cho tới 27 tuổi. Nữ giới bị trầm cảm nhiều hơn nam giới, trung bình cứ 2 bệnh nhân nữ thì mới có 1 bệnh nhân nam bị trầm cảm. Và với những con số biết nói đó thì chúng ta thấy rằng là khi mà trầm cảm đang có nguy cơ trẻ hóa và ngày càng phủ rộng hơn thì chính các bậc làm cha làm mẹ sẽ cần trang bị thêm cho mình những kiến thức và kỹ năng để làm sao mà có thể đồng hành cùng với con trong các giai đoạn phát triển. Và hy vọng rằng qua phỏng vấn vừa rồi của chương trình cùng với chuyên gia cũng như những thông tin mà chúng tôi đã mang tới thì các bậc làm cha làm mẹ chúng ta đã hiểu hơn nguy cơ của căn bệnh trầm cảm và có cách để đồng hành cùng với con.